Minh Vy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, như thường lệ trong chương trình Tin sáng đầu ngày ngày hôm nay, xin mời quý vị dành ít phút. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tổng kết về diễn biến thị trường chứng khoán đến từ anh Nguyễn Anh Việt Toàn, là trưởng nhóm môi giới công ty chứng khoán Tân Việt. Vâng, xin chào anh Toàn. Thưa anh, sau phiên đảo chiều giảm đầy bất ngờ trước đó thì thị trường đã nhanh chóng lấy lại sắc xanh đầy mạnh mẽ. Vậy thì bắt đầu cuộc trò chuyện đầu ngày sáng ngày hôm nay thì anh có chia sẻ gì với nhà đầu tư về sự biến động này? Tôi thì thị trường đang ở trong một cái giai đoạn rất là khó chịu, bởi vì chúng ta thấy là chỉ số liên tục thay đổi từ buổi sáng đỏ thành là chiều xanh, hoặc là sáng xanh là chiều đỏ. Vâng. Đồng thời là cái giá của các cổ phiếu dẫn dắt cũng liên tục thay đổi như vậy. Tuy nhiên, nếu như mà nhà đầu tư nhìn ở một bức tranh rộng hơn thì thấy là cái xu thế vận động của thị trường vẫn đang là ở trong một cái xu thế tích lũy cho một cái nhịp tăng để mà kiểm tra cái vùng đỉnh lịch sử ở 1170. Thì tôi cho là để hạn chế cái việc mà rủi ro trong cái việc mà sự thay đổi thất thường của thị trường như vậy thì nhà đầu tư cũng nên hạn chế giao dịch ngắn hạn, chờ đợi cái việc các cổ phiếu cũng như các cổ phiếu dẫn dắt cũng như là chỉ số có vượt thoát ra khỏi cái vùng hợp tích lũy mà hiện nay chúng ta đang thấy là ở chỉ số VN Index là ở vùng 1.100 cho tới 1.130 để mà có một cái phương hướng hành động nó hiệu quả hơn. Vâng, thưa anh Toàn, đối với nhóm cổ phiếu ngành thép thì sau khi phiên bị bán tháo trước đó, trước thông tin là bị áp thuế tại Mỹ, đà tăng đã trở lại với nhóm cổ phiếu này, liệu rằng nhóm ngành này sẽ là trở lại cái đường đua tăng trưởng hay là vẫn còn tiếp tục rủi ro? Theo tôi thì nhóm ngành thép hiện nay trong giai đoạn này thì cái rủi ro là khá lớn, bởi vì chúng ta thấy là Hòa Phát là cổ phiếu mà còn lại của ngành thép. Vâng. Vẫn có một cái xu thế tăng tốt cho tới hiện nay. Tuy nhiên có những dấu hiệu gần đây đã thể hiện là cái xu thế tăng của Hòa Phát đang chững lại và suy yếu. Còn những cổ phiếu ngành thép khác thì tôi cho là xu thế đã chuyển sang tiêu cực hẳn rồi. Cho nên trong những cái nhịp hồi tới thì tôi cho là nhà đầu tư nên giảm mạnh tỷ trọng các cổ phiếu thép trong danh mục của mình. Còn đối với nhóm ngành cổ phiếu ngân hàng thì đã đồng loạt tăng mạnh trong những cái phiên vừa qua. Vậy thì trong một cái khoảng tương lai gần, trong những cái thời gian tới thì nhóm ngành này có tiếp tục dẫn dắt chỉ số không thưa anh? Theo tôi thì dòng tiền vẫn đang hoạt động rất mạnh ở các cổ phiếu ngân hàng. Sau cái nhịp tăng mạnh dẫn dắt cái chỉ số của chúng ta trở lại cái vùng đỉnh cũ trước khi mà thị trường bị bán tháo, thì các cổ phiếu ngân hàng đã có một nhịp điều chỉnh với một cái mức giá khá hấp dẫn, và chúng ta thấy là phiên ngày hôm qua tiền đã đổ vào để mà đẩy giá cổ phiếu ngân hàng lên rất là nhanh. Thì tôi cho là trong những phiên tới thì cái xu thế của nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn sẽ tiếp tục tích cực, và chúng ta có thể hy vọng là nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ là nhóm tiếp tục dẫn dắt chỉ số để mà kiểm tra vùng đỉnh lịch sử. Vâng, và để khép lại cuộc trò chuyện đầu giờ sáng ngày hôm nay thì anh có thể chia sẻ một chút xíu về nhận định của mình về việc cơ cấu danh mục quý 1 của quỹ ETF đã tác động như thế nào đối với thị trường trong thời gian hiện tại cũng như là sắp tới? Theo tôi thì cái việc mà cơ cấu danh mục của ETF đang ngày càng mờ nhạt trong cái hoạt động của thị trường, bởi vì chúng ta thấy là cái quy mô của ETF cũng không còn quá lớn so với lại cái quy mô giao dịch của thị trường trong giai đoạn hiện nay. Cho nên cái việc mà ETF cơ cấu trong thời gian tới tôi cho là sẽ không có ảnh hưởng nhiều tới cái thị trường chung. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của anh, cũng như là đã giúp cho các nhà đầu tư có một cái góc nhìn tổng quan về diễn biến của thị trường chứng khoán trong những ngày qua cũng như là những cái dự định trong tương lai. Cảm ơn anh Việt Toàn đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện này. Thưa quý vị, và những nhận định và chia sẻ của anh Nguyễn Anh Việt Toàn cũng đã khép lại chương trình Tin sáng ngày hôm nay. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.